bán một căn nhà vị trí góc mặt tiền đường Phan Văn Trị thuộc phường 5 quận Gò Vấp. Nhà có diện tích mặt tiền ngang 4,5m, sâu 20m, nở hậu 6,8m nhân 12,5m, gồm có thiết kế hai khối nhà, khối trước một trệt một lầu, khối sau một trệt một lửng một lầu. Hai khối nhà xây gộp với tổng diện tích sử dụng trên 250m2. Vị trí mặt tiền cực đẹp, hẻm hông 6m. Nhà nằm ngay vị trí trung tâm của quận Gò Vấp, thuận lợi kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Hiện tại gia chủ đang muốn chào bán với giá là 21.500.000 đồng, giá còn thương lượng. Quý chị nào có nhu cầu muốn xem căn này, liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0909 049 383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn này. Quý chị nào mà có nhu cầu ký gửi nhà đất, liên hệ trực tiếp hotline phía dưới luôn, thì em sẽ đến tận nhà để review bất động sản của quý chị cô chú, sau đó đăng trên kênh YouTube để kiếm khách nha. Rồi còn bây giờ thì cảm ơn quý chị cô chú đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị cô chú vào một phía sau nha.